Sau một ngày nóng bức thì chiều tối nay một số quận huyện của thủ đô Hà Nội đã có mưa rào. Thông tin chi tiết thì chúng ta sẽ cùng cập nhật với biên tập viên thời tiết Hương Lên. Xin mời chị ạ. Vâng, Mạnh Cường, khu vực Gia Lâm, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Đan Phượng thì mưa khá nặng hạt kèm dông sét tương ứng với vùng màu vàng cam trên ảnh radar này. Mưa đúng giờ tan tầm, phần nào gây bất tiện cho giao thông. Đây là những trận dông nhiệt nên sẽ không kéo dài. Đêm nay Hà Nội tạnh giáo trở lại, nhiệt độ ở các quận trung tâm, khu vực từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa và từ Phúc Thọ tới Hà Đông khoảng 28 độ C. Ở Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và phía Ba Vì, Sơn Tây là 27 độ C. Từ ngày mai đến thứ Bảy tuần này, Hà Nội vẫn có nắng nóng. Đáng chú ý là cả 3 ngày tới, trời đều nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 37-38 độ C. Thời tiết nóng bức, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để tiết kiệm điện và phòng tránh chập cháy, quá tải, quý vị lưu ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C trở lên. Đồng thời không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Chuyển sang các thông tin về thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nay đôi lúc có mưa rào, trời mát mẻ, nhiệt độ giảm dần từ 28 xuống còn 26 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các thông tin khác của Chuyển động 24 giờ.